bạn. Hôm nay mình quay đầu mùa các bạn. Ở này đầu vụ hè thu á, bây giờ người ta cài để xài vụ hè thu này các bạn. Đây là máy cài tay đó các bạn, không biết hiệu gì không biết. Máy này quấn rồi chạy từ từ gì không các bạn, không có chạy nhanh như máy bốn bánh đâu. Đám này cài mấy tát rồi nữa. Đám này là cài trước mấy hiệp rồi đó, dần để đó đó các bạn. Rồi giờ mới dần để đó rồi bây giờ mới quýnh lại. Chuẩn bị một tát nữa, hết tát này tát sau nữa là xạ rồi. Thì như mấy lần trước mình cũng có giới thiệu đó các bạn. Thì cái cánh đồng này nó ở là xã Tân Thanh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái xã Tân Đông Củ Chi này là nó nằm về hướng bắc của thành phố Hồ Chí Minh, nằm chết về hướng bắc luôn các bạn, của thành phố Hồ Chí Minh. Nó cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 25 đến 30 km. Là ở đây cánh đa số là làm nông và chăn nuôi và công nhân, đó là ba cái nghề chính. Đây vừa thu hoạch hết vụ hè đông xuân nay khoảng một tháng rồi, bây giờ bắt đầu bà con mình mới chuẩn bị đất nè để xạ vụ lợi vụ hè thu nữa các bạn. Bây giờ xạ hè thu này thì nó rơi vào khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8 là thu hoạch. Ở đây bà con mình xạ là thường thường lúa 90 đến 100 ngày thôi chứ không có xạ lúa cao ngày nữa. Nắng mà chưa có hầm lắm, còn buổi sáng giờ này khoảng 9 giờ sáng có gió mát lắm. Cho nên anh em cũng tranh thủ làm sớm để trưa nghỉ trưa. Từ chậm nhưng mà chắc này, ăn cái này là ăn chắc mặt bền này các bạn. Đây gọi là ăn chắc mặt bền, nó xưa giờ máy cài truyền thống. Cái hiệu máy cài nằm bên kia rồi các bạn ơi. Rồi thôi mình xin kết thúc clip nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xin chào các bạn clip sau nha. Bye bye.